Trong video ngày hôm nay, Hữu sẽ hướng dẫn với anh chị cách chúng ta tạo ra một trò chơi rất là hấp dẫn như vậy. Hoặc là một trang landing page rất là đẹp như vậy. Chỉ với một câu lệnh duy nhất thôi, hay là một công cụ duy nhất thôi, đó chính là Google Canvas. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng Gemini Canvas để tạo ra một trò chơi trên web. Chúng ta sẽ vào gemini.google.com/app và ở đây Hữu sử dụng phiên bản Gemini Pro. Trên trang giao diện hỏi đáp của Google Gemini, chúng ta chọn Canvas. Sau đó chúng ta sẽ nhập vào một câu lệnh, đó chính là tạo ra trò chơi Fabry Bird phiên bản đẹp. Chúng ta Enter. Và chúng ta đợi trong một vài phút để Canvas tạo ra trò chơi cho chúng ta. Và để tạo ra một trò chơi như thế này thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian, là từ vài ngày cho tới vài tuần. Ví dụ như thời gian chúng ta tạo ra nhân vật nè, hay những cái hoạt cảnh đồ họa, hay là thời gian chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng sinh động, rồi thời gian chúng ta code nữa. Nhưng mà bây giờ với sự hỗ trợ của Gemini Canvas, chúng ta chỉ tạo cái trò chơi trong một thời gian rất là ngắn thôi, chỉ một vài phút thôi. Và phần bên trái của chúng ta là những cái thông tin giới thiệu về trò chơi. Nó bao gồm là đồ họa hiện đại nè, rồi phông chữ đẹp, rồi hoạt cảnh mượt mà. Và phần bên phải của chúng ta chính là mã nguồn của trò chơi. Và để lưu cái mã nguồn này dưới dạng một cái trình duyệt web thì chúng ta sẽ copy. Sau đó chúng ta sẽ vào Notepad, chúng ta dán, chúng ta chọn File, Save As, rồi đặt tên là trò chơi.html. Rồi chúng ta sẽ chọn định dạng là on file. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Chúng ta sẽ vào cái thư mục đó để mở cái nội dung nó lên. Và đây chính là trò chơi. Rồi chúng ta sẽ cùng chơi nhé. Rồi, thua rồi. Và không biết là các bạn có thấy ấn tượng với Gemini Canvas không ạ? Riêng đối với mình thì mình rất ấn tượng với nó. Chỉ với một câu lệnh thôi, nó tạo ra chúng ta một trò chơi rất là nhanh chóng và rất là đẹp. Chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức. Phần thứ hai, Hữu sẽ sử dụng Gemini Canvas để tạo một landing page giới thiệu một công ty rất là chuyên nghiệp. Và để tạo một trang landing page thì chúng ta cần phải là chọn template nè, sử dụng công cụ rồi thêm nội dung. Nhưng mà nhờ Gemini thì chỉ với một câu lệnh thôi, chúng ta tạo ra một trang web rất là nhanh chóng. Chúng ta sẽ chọn là Canvas. Chúng ta sẽ ra một câu lệnh là tạo một landing page giới thiệu về một công ty công nghệ Techcom với các thành phần chính như sau: giới thiệu công ty, danh mục sản phẩm, rồi đội ngũ nhân sự, với các yêu cầu thiết kế là thân thiện với người dùng, hỗ trợ giao diện sáng tối và tương thích với thiết bị di động. Và chúng ta sẽ chạy. Sau khi chúng ta ra một câu lệnh thì Gemini Canvas đã trả về chúng ta một cái trang web có hai phần. Phần thứ nhất là giới thiệu về cái trang web này, ví dụ như là thiết kế hiện đại nè, cấu trúc rõ ràng, rồi có chế độ sáng tối hay là tương thích với thiết bị di động và vân vân. Và phần bên phải của chúng ta đó là một trang web, nó gồm có một cái thanh menu nè, một cái banner là kiến tạo tương lai số, rồi có hệ sinh thái sản phẩm, và chúng ta sẽ cùng điểm qua nhé. Rồi những cái con người làm nên cái công ty này, rồi những cái dự án mà công ty này đã hoàn thành, rồi nó có cập nhật cái xu hướng tin tức mới, rồi có những cái phần liên hệ. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra chế độ sáng tối nhé. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần copy mã nguồn này và đưa cái nội dung này vào tập tin HTML để sử dụng thôi. Thì vừa rồi thì Hữu vừa hướng dẫn anh chị cái cách mà chúng ta tạo ra một trang landing page rất là đẹp, rất là sinh động chỉ với một câu lệnh thôi với Google Gemini Canvas. Một doanh nghiệp thì chúng ta thường xuyên phải tạo ra những câu hỏi về sản phẩm hay là dịch vụ để đánh giá sự am hiểu của nhân viên về lĩnh vực đó. Các bước chi tiết là chúng ta phải tìm hiểu nội dung nè, phải biên soạn từng câu hỏi, rồi mọi người làm xong thì chúng ta phải chấm điểm nữa. Nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của chúng ta. Nhưng mà giờ đây với Gemini Canvas thì chỉ với một câu lệnh thôi, chúng ta sẽ tạo ra một bài thi rất là nhanh và rất là chất lượng. Trên giao diện sử dụng của Google Gemini, chúng ta chọn Canvas và chúng ta sẽ thêm một câu lệnh là tạo một đề thi gồm 10 câu hỏi chủ đề Google Space theo các yêu cầu sau. Thứ nhất đó là câu hỏi trắc nghiệm, và sau khi nó làm xong thì chúng ta sẽ chấm điểm và giải thích tại sao câu đó sai. Chúng ta chạy. Chúng ta đợi trong giây lát để Canvas trả về kết quả cho chúng ta. Và sau khi ra câu lệnh thì Gemini Canvas nó trả về chúng ta là bài kiểm tra về Google Space. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một vài câu xem kết quả như thế nào nhé. Forever.
Google Meet. Rồi chúng ta nộp bài. Sau khi chúng ta nộp bài thì chúng ta có 4 câu trả lời đúng và các câu trả lời sai nó đã giải thích cho chúng ta nè, rất là chi tiết và rất là rõ ràng. Chỉ với một câu lệnh thôi, Gemini Canvas đã hỗ trợ chúng ta tạo ra một trang landing page nè, tạo ra một cái trò chơi rất là sinh động, hoặc là chúng ta có thể là tạo ra một cái bài trắc nghiệm kiểm tra về sản phẩm. Và anh chị có muốn tìm hiểu về chủ đề chi thì hãy cùng comment cho biết với nhé. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video sau.